cho các bạn đã đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp Hải Phòng .com. Trong thời gian này thì mình đang có rất là nhiều một số cái mẫu xe cho nữ giới, và trong video này mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm một cái mẫu xe đạp cho nữ giới. Nhìn chiếc khung này thì các bạn cũng có thể cảm nhận được rồi, thì nữ giới hoặc là nam giới đều đi được. Đấy, thì chiếc xe này thì nó chỉ có một gióng thôi. Nó sẽ giúp cho chúng ta lên xuống xe rất là dễ vì nó không có gióng ngang. Đấy, dáng nó không được thể thao, nó không sport lắm, nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta rất là dễ dàng mà lên xuống xe. Thì chiếc xe này là thương hiệu là Aiwa. Đây là một chiếc xe mà bên cửa hàng xe đạp Hải Phòng .com của chúng tôi là ráp hoàn toàn từ đầu đến mới, không phải là dòng xe nguyên chiếc chất lượng kém, phụ tùng trôi nổi, mà là hàng ráp mới và được chất lọc những cái phụ tùng rất là tốt từ theo kinh nghiệm đã sửa chữa và bán xe lâu năm của chúng tôi. Thì chúng tôi chất lọc những cái phụ tùng mà tốt trong tầm giá của xe để mang lại một cái chất lượng tốt nhất khi quý vị bỏ ra một số tiền phù hợp để mua chiếc xe. Mang thương hiệu là Aiwa, đây là một thương hiệu mà rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Khung thì là chính hãng, hãng Aiwa Trung Quốc. Bạn có thể lên Google search, Aiwa là một cái hãng mà sản xuất xe đạp điện cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc. Thì xe được trang bị tay bấm xả 38 Shimano. Đó. Giảm sóc là RST. Đúng rồi, xe đạp đấy con. Giảm sóc xe RST, giảm sóc này là mình mua được hàng chính hãng công ty. Cực là xịn nha các bạn. Đây nó có khóa giảm sóc này. Đấy. Còn mới luôn, đã còn tem. Vành 700C, lốp Kenda, Kenda Thai chính hãng. Đấy. Phanh đĩa. Xe được trang bị phanh đĩa vành 700C. Đây, các bạn thấy là sóc RST chính hãng. Toàn bộ xe có màu xanh rất là nhã nhặn. Xe được trang bị đùi đĩa 3 tầng. Đùi đĩa 3 tầng và gạt đĩa tua lây, đùi Pro Wheel, một cái thương hiệu đùi rất là nổi tiếng của Đài Loan. Đằng sau có đề tua lây là đề chính hãng. Thì cái cách phân biệt đề tua lây chính hãng và đề tua lây fake thì mình đã có một cái video trong cái kênh của mình, thì các bạn có thể tìm lại xem video trong kênh của mình để biết được thế nào là đề tua lây chính hãng và đề tua lây fake. Đấy, xe này là mình đã thử một cái chiếc cọc yên nhún. Cọc yên này là chính hiệu của Gian, chính hiệu hãng Zion, chính hãng hay Zion, cọc yên nhún hãng Zion luôn. Nhún cực êm. Và ở đây có một cái khóa để khi các bạn vặn chặt vào thì sẽ cọc yên qua cứng, khóa cứng, không thể nhún được nữa. À, để tí nữa nhé. Ừ. Giá của chiếc xe này chỉ có khoảng 3.800.000 đồng. Và quý vị muốn biết được khi mà mua xe tại cửa hàng thì sẽ được hưởng cái sản phẩm và cái phụ kiện, chế độ bảo hành, bảo dưỡng như thế nào, thì hãy quý vị hãy gọi điện cho số điện thoại bên dưới video. Và nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn quý vị đã xem video. Hẹn gặp lại các quý vị trong video lần sau.